Chào các bạn, ok là 91. Là 91 là một trong rất nhiều những cái mẫu điện thoại flagship của Nokia, và cái điểm đặc biệt nhất của cái chiếc là 91 này đó là nó được trang bị một cái ổ cứng 4GB ở bên trong. Ở thời điểm ra mắt cái chiếc điện thoại này thì 4GB là một cái dung lượng cực kỳ lớn, trong khi những cái máy khác thường là chỉ có vài chục mê, vài trăm mê, và thẻ nhớ ở đó cũng rất ít thẻ nhớ, gần như là không có thẻ nhớ nào mà lên được tới mức hàng gigabyte. Trong khi đó, khi mà người ta mua một cái chiếc Nokia N91 như thế này thì đã có sẵn một cái ổ cứng 4GB ở bên trong. Cái 4GB này không phải là bộ nhớ flash như bây giờ, mà nó là có nguyên một cái ổ cứng nằm ở bên trong, ở ngay cái vị trí này. Và đó là cái lý do mà làm cho chiếc máy này nó rất là dày và cầm trên tay rất là nặng tay. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm rất là nguy hiểm, đó là cái dòng N91 này có rất là hay bị lỗi ổ cứng, dẫn đến không hoạt động được, và người ta đã phải đi bảo hành, đi sửa chữa rất là nhiều. Và thậm chí những người sưu tầm chiếc N91 bây giờ, họ ngoài việc là mua chiếc N91 thì họ phải đi kiếm thêm một cái ổ cứng 4GB loại của N91 để mà xài dự phòng, xài backup, để mà lỡ khi có hư thì người ta có thể gỡ ra và người ta thay thế vào. Thì đó là những cái đặc điểm đáng nhớ nhất. Bạn thấy là cái bàn phím của nó có dàn trượt bình thường thì có thể đóng lên, nhưng mà khi cần thì có thể kéo xuống để mà lộ ra cái bàn phím tài chính ở bên trong. Cái máy này nó không sở hữu bất kỳ một cái yếu tố cao cấp nào. Nếu mà dựa trên những cái máy năm 2016 như bây giờ, nó rất là dày, rất là nặng, màn hình không cong, phím bấm thì nhỏ, chất lượng hoàn thiện hồi xưa thì rất là tốt, nhưng mà bây giờ thì qua thời gian thì cái máy này nó có hơi mớp méo một xíu, nhưng mà không sao hết, chiếc máy vẫn còn rất là đẹp. Cái phím, những cái phím multimedia, phím đa phương tiện bên dưới thì dùng để điều khiển nhạc. Cái phím này thì dùng để kích hoạt cái ứng dụng nghe nhạc, bấm một cái thì nó sẽ vào những cái bài nhạc ở bên trong, và chúng ta có thể điều khiển nhạc bằng những cái phím bên dưới, giống như là những cái máy nghe nhạc iPod của Apple thời xưa. Đó. Còn những cái phím còn lại thì đều y chang như là những cái điện thoại Nokia khác. Chiếc máy này sử dụng cái hệ điều hành Symbian S60 V3. Đây là cái giao diện home screen. Để vào cái menu bên trong thì các bạn thấy là nó có một cái phím bên đây, bấm vào thì nó sẽ vào cái menu quen thuộc truyền thống của Symbian, có thể cài app, cài game, nhưng mà không có kho ứng dụng. Đó. Chiếc máy rất là gọn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.